Chào các bạn nhé. Khi các bạn sử dụng điện thoại iPhone, các bạn có thể tùy chỉnh cái độ sáng màn hình điện thoại iPhone tăng lên hoặc là giảm xuống. Đó là điều hết sức bình thường rồi. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách cũng như là một cái tính năng để các bạn có thể giảm cái độ sáng điện thoại iPhone thấp hơn so với mặc định nhé. Bạn nào đang quan tâm cách này thì các bạn cùng tham khảo trong video này của mình nhé. Thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể tùy chỉnh và các bạn có thể giảm cái độ sáng màn hình iPhone thấp hơn so với mặc định nhé. Thì bình thường các bạn để tăng giảm độ sáng thì các bạn có thể kéo cái thanh chúng tôi điều khiển này xuống này. Các bạn có thể tăng giảm độ sáng như thế này. Đấy, đây là độ sáng cao nhất này, độ sáng thấp nhất này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tùy chỉnh cái độ sáng thấp hơn cái độ sáng mặc định như vừa rồi nhé. Thì đầu tiên các bạn hãy vào cho mình mục cài đặt của máy này. Sau đó thì các bạn chọn cho mình tìm đến mục trợ năng. Đây, mục trợ năng. Các bạn chọn vào mục trợ năng. Trong mục trợ năng này thì các bạn tiếp tục chọn mục màn hình cỡ chữ ở mục thứ 3 nhé. Mình vào cỡ chữ. Và các bạn sẽ chọn xuống mục là giảm điểm trắng ở cái mục gần cuối nhé. Đấy, mục thứ 2 từ cuối lên. Và ở cái mục giảm điểm trắng này các bạn thấy rằng máy của mình đang tắt nhé. Máy của bạn nào đang tắt thì các bạn hãy bật lên cho mình. Thì các bạn thấy rằng ở phía dưới này là cái mục cái thanh phần trăm, tức là cái cường độ nhé, giảm điểm trắng. Khi các bạn cho ở mức thấp nhất thì cái điểm trắng của các bạn nhìn rất là rõ. Sau đó khi các bạn sẽ giảm xuống này, các bạn sẽ trượt giảm xuống. Các bạn đến, các bạn nhìn nó đang ở mức 100% thì cái màn hình sẽ, cái độ sáng nó sẽ thay đổi nhé. Đó. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ chọn cái phần là trung tâm điều khiển, các bạn giảm độ sáng xuống hết mức cho mình nhé. Các bạn nhìn chưa? Đấy, thấp hơn so với mặc định chưa? Đấy, gần như là màn hình các bạn thấy là không sáng. Các bạn để mà điều chỉnh ở đây thì các bạn sẽ tăng lên một chút này. Đấy, các bạn sẽ thấy nó sáng nhé. Đó, rồi, thì các bạn có thể tham khảo cách này để các bạn có thể tùy chọn cái phần màn hình, độ sáng màn hình đó ở trên điện thoại iPhone nhé. Rồi, chỉ với một vài bước như thế thôi, các bạn đã giảm được cái độ sáng màn hình thấp hơn so với mặc định ở trên điện thoại iPhone rồi. Và nếu các bạn thấy cách của mình hướng dẫn hay, hữu ích thì nhớ ủng hộ mình một like video và đồng thời chia sẻ cho người thân, bạn bè được biết nhé. Có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào, comment phía dưới phần bình luận. Và những bạn nào lần đầu tiên ghé kênh của mình, các bạn ủng hộ mình một nút đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.